Hello, hai bà con ta xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú các con. Thì cũng lâu lắm rồi cho con mình không có ra video. Thì sáng mình có mua mấy cái giò heo nè. Mình mua nguyên cái giò luôn, nguyên cái giò sao. Con giò này. Mình mượn người ta chặt giùm luôn. Dưới đây mình có mua mớ rau nè. Giá hẹ, hành, cà, cà đỏ, cà trắng với bịch bún. Thì bữa nay mình sẽ nấu bún giò heo cho gia đình mình ăn. Mà cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi clip của mình nha. Từ tiến hành mình cử đồ mình nấu nước lèo nha các bạn. Cho dầu sôi, cho tỏi vô, cho cà chua vô luôn. Đây mình cho giò heo vô luôn các bạn, cho thịt vô luôn. Rửa rửa trái rửa này mình nấu phân nửa giò heo rồi các bạn. Với đây cục huyết nữa nè, nấu phân nửa nè. Thịt mình săn thì mình cho nước vô nha các bạn. Mình khử cà cho nó lên cái màu tự nhiên nó đẹp. Rồi nấu cho nó chín. Thịt mình chín rồi, giờ mình nêm nếm cái ăn nha các bạn. Múc ra tô luôn. Nước lèo này là chất lượng luôn. Bạn thấy cái màu tự nhiên nó lên đẹp không? Hello, ba cho con Tâm xin chào cô chú chị các bạn nha. Chào cô chú. Lâu lắm rồi không ra video. Thì món bún của mình nấu chín rồi nè, giờ mời cô chú chị các bạn cùng ăn với ba cho con mình nha. Để em khỏi nước này đi. Trong cái gì
còn này không có rêu. Để cua không? Nóng không? Là vô dưới hè rồi các bạn. Vô hồi lâu rồi. Dạ, nước cũng nước luôn mà. Các bạn ăn cùng vợ em không? Siêu to. Không có. Đó. Mày có nước, 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 nước. Ngon không? Ngon. Cà rốt mỏng quá. Cà rốt cà rốt quá mỏng như cà rốt để mình sẽ làm gì? Thành cà rốt. Cà rốt riêng dài luôn. Còn nóng. Nhưng mà tàu có sợ chạy với tàu làm ra làm sao? Còn xe bé thì có trộn với xe bé rồi sẽ dạng vậy. Siêu to hơn. Siêu to hết trái đất luôn. Sao giờ em ta? Còn con vịt thì có trộn với con vịt thì con sẽ làm ra. Thì ra xe bé vịt. Ủa dài. Ăn thịt đi. Ăn uống nước quà. Nóng. Thổi. Nó sao? Nó sao của chú này? Nó, của chú thấy của chú này. Ông ra nè, mốt đi học. Dạ, dạ. Ai cho con vịt chặt video luôn rồi. Hả? Ai cho con ngồi chặt video rồi, tình này nó vô rồi. Không biết chỗ nào ai ngon á. Ăn giòn ngán, cái nước vào ngon quá.
khổ đãi gì đâu. Bỏ lửa ra. Vô mùa hè, 3 tháng hè ở nhà quay video với ba. Vô. Thì clip của ba cho con mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị các bạn vào clip sau. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye.